Hay. Đi. Đi. Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay tại quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Lê Cưu, tỉnh Gia Lai khai mạc ngày hội ẩm thực. Em cũng rất vui vì chương trình này, công ty tổ chức sự kiện của em phục vụ chương trình này. Đây là cái ngày 64 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam. Ngày hội ẩm thực này thì có rất là nhiều đông đảo bà con ở các tỉnh khác, các cái món ẩm thực của các tỉnh khác về phục vụ bà con tại quảng trường nha mọi người, tại quảng trường Đại Đoàn Kết. Tối nay khai mạc và sẽ phục vụ trong 3 đến 4 ngày. Bà con ai rảnh thì ghé thăm nhé. Vâng, và để em đưa mọi người vào trong kia, hệ thống gian hàng nhà bạn do các ô cốp của các tỉnh khác về mua bán. Vâng, đây là ngày hội du lịch, mời bà con xem. Bà con ai rảnh thì tối nay ra tham gia chương trình nhá. Tối hôm nay nó sẽ là một đêm rất là vui với bà con. Vâng, em cũng rất vui, còn là công ty tổ chức sự kiện của em phục vụ chương trình này. Đây là hệ thống nhà bạn, đây là gian hàng của Nam Bộ. Đây là quán bún nước lèo Sóc Trăng, rất nhiều ẩm thực các vùng miền nha mọi người. Nhà hàng Quán Xưa Đắk Lắk, đây là cơm lam gà nướng Lai Phúc. Cái cơm lam gà nướng của đồng chí Quý này ăn rất là ngon nha mọi người. Đặc sản Gia Lai đi thi rất nhiều tỉnh thành, được đạt rất là nhiều giải. Đây, một anh em đang nướng đây. Đây là ẩm thực của Bình Định. Đây là của Hải Dương. Đây là các đặc sản Tây Bắc, Sapa, Lào Cai. Cái này là ẩm thực đường phố. Đây là chỗ để tối nay tổ chức diễn ra khai mạc. Bây giờ đang sớm. Ngày hội ẩm thực hưởng ứng 64 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nhà hàng Các Mối Nhạc, Tổng hợp Nam San và Bảo tàng tỉnh thực hiện. Cà phê Baka, một trong những mặt hàng rất là nổi tiếng của tỉnh Gia Lai mình. Cà phê rất là ngon. Heo quay Lạng Sơn, mời mọi người ra ăn heo quay Lạng Sơn nhé. Đặt hàng rồi. Ẩm thực Cửa Bang, cơm lam, rượu ghè. Người ta quay cái đẹp thôi, cháu không quay đâu. Bánh chè miền Tây nha. Đây, miền Tây rất nổi. Bánh chè miền Tây. Đây là thịt trâu gác bếp, bò gác bếp. Ốc bì. Đó, đầy đủ các món ốc. Ốc rồi, cay đâu cái.
hủ tiếu Mỹ Tho nha mọi người, Mỹ Tho Tiền Giang nha mọi người. Đây, đây đặc sản vùng miền, hủ tiếu Tiền Giang. Rất là nhiều món ăn. Trầm hương của Đắk Nông. Còn đây nhà hàng gọi là Út Cưng của con tôm này, mình bữa trước mới về mới ủng hộ xong, hôm nay lại có mặt đây. Đây là một món gọi là rất là nổi tiếng của tỉnh Con Tum. Gà nướng cơm lam đã ra lộn em xin lỗi mọi người. Gà nướng cơm lam của và khoảng 2 tiếng nữa là tổ chức diễn ra lễ khai mạc. Đang tổ chức ở Gia Lai đây và Nhung ơi, ở ngay quảng trường đây mà. Kênh kênh của em chị. Em đang bên Facebook á chị ơi. Có gọi là nha em, gọi là Út Cưng của con tôm nha. Đầy đủ các món hết. Hello, xin chào mọi người. Còn khoảng mấy tiếng nữa là khai mạc rồi. Có nhờ anh Hòa ơi ra đây, em chuẩn bị rượu hết rồi. Bia rượu đầy đủ hết, môi me đầy đủ hết. Heo quay Lạng Sơn, bò gác bếp, gà nướng, ốc đầy đủ hết cho anh Hòa. Mời mọi người nha. Ôi, xin chào mọi người, em làm việc tiếp đây. Bye bye mọi người nhé.